được quay chính sao à? Chưa thôi. Chưa thôi. Mẹ tao phải lội ra. Trúng. Sao đây? Trời sợ quá. Bắn. Còn có cái gì không? Không. Trời sạc hết. Mày điên à? Bắn nhanh nó dính luôn. Con cháu chuột. Con ếch con. Đấy, cho mày luyện tập rốt. Chào các bạn nha. Gì? Hôm nay giới thiệu với các bạn đây là mình vừa chế cái súng cao su ra thành cái để bắn cá, để đi soi cá buổi tối nha. Nguyên bản đây là một cái súng cao su, đây là tráng súng này, dây này. À, đây là đế để đi bắn đá đấy. Mỗi ngày mình bắn. Bây giờ mình sẽ thêm một cái ống làm nòng súng như này, một cái tên, cái đầu này thì mình làm nhọn đi. Đó, lấy nét. Lấy nét hơi kém. Đấy đấy, làm nhọn đi, đáng nhẽ là phải có ngạnh, vì bắn cá là nó xiên qua con cá phải để nó không chạy mất. Nhưng mà cái này sắt này đập nó nặng, nó cứng quá nên nó chưa mài được ngạnh. Đang ở đuôi này thì mình sẽ làm cái cây sắt nó cong lên đây, buộc luôn ở đây. Không có thời gian cho nên là mình lấy một cái cây sắt dán băng dính vào đây luôn. Và khi bắn cá thì mình cầm như thế này, mình kéo ở đằng này lên, xong để sát cái đầu này vào con cá, bắn buông xuống bắn bạch một phát. À, tí nữa là mình đi vừa soi cua vừa bắn cá, thấy con gì thì bắn con đấy nha. Thì tôi để cho chúng chút. Từng đứa này nó rác ma. Sáng rồi nó không cần phải trở về gì. Nào cái hăng cái nhung nó không đi mày. Đi không? Ai ai không đi? Đi đi. Đi vừa có người quay phim nhỉ. Không một tay quay phim một tay bắn nào được. Nào nhé. Nào cầm tránh ra xa đằng kia. Lao nhé. Lao ơi. Đi lội ruộng chơi không? Đâu chị có đi nữa đâu. Ơ sơ cua thì phải có cái đựng mày ơi. Không cái xô chứ. Bà bỏ cái đó mà đấy. Bà lấy cây củi cơ. Mang cái xô đi thôi. Cô đi đâu? Cô đi ra cả báo. Kính của gì ăn đâu con? Kính không biết. Mày để ở đấy, vào lấy đồ đi. Thôi. Ta không cần mang người, ta có đi. Cho mà cái này này nó ấy hơn, nó thẳng hơn. Đi. Đấy, cái vỏ nhà thì luôn. Đi nha. Ơ đèn pin nào sáng nhất nhỉ? Thôi còn đèn lạnh nữa. Cầm cái kia. Cầm cái kia. Cho mày đi đầu tiên. Cứ đi cho bà. Còn cái đèn nữa. Ơ, mẹ vào kiếm đèn đi. Điện 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 thoại nhá. Điện thoại nhá, điện thoại nhá. Có ai kiếm hộ thì đi. Không bị gì. Cầm cho con hai cái này để con bắn. Cứ để sâu xuống. Soi xung quanh nữa. Soi xem có con thấy con gì không nữa. Chỗ này nước hơi đục. Khó nhìn lắm. Ba cái đèn lọi vào nó. Soi xung quanh này. Sang bên kia, sang bên kia. Đi. Mêu đi. Mêu cứ cất súng đi đã. Thấy, xuống đất. Thấy con gì thì mới bắn chứ mày. Coi xuống đất. Chỗ này nước đục quá nên khó nhìn. Cứ khua lên là nó bị. Ôi khua cứ đấy. Khua là nó đục, có nhìn thấy con khối á. Nước đục quá, thôi đi lên trên này đi. Đấy, đi lên à? Ừ đi lên. Công nhận cái đèn điện thì sáng hơn đời, hai cái này mà không sáng bằng nữa. Đi. Đi lên mà.
đi lên lên trên này đi đi. Không, ở đây xem có không ạ. Chắc hết cá. Ngoài. Ừ, đi xem có cá không? Có một con. Một con à? Không không không, nó phắn mất rồi. Sang ngoài này chầm quá. Đây, đi đây. Giang rồi. Hay hẳn đi lên hẳn ao phát đã đi. Cái đèn này cần sáng đi. Dẹp đường cho tổng thống đó là chăm đi. Donald Mew à? Nè. Cẩn thận mà đường. Tránh đêm. Riêng này. Mẹ đi ăn phải. Cho bà đi sau đi, còn đi trước chưa? Bà đi sau mà phải soi thằng xung quanh nhá, Giang nhá. Soi cả xung quanh nữa, đừng soi thằng trước không. Mew không lấy đèn thì Mew đi thấy gì? Ở đây quên mất. Lấy đèn mới nhìn thấy được mọi thứ. Ồ. Thôi đi đi ra ao đi. Hai cái đèn này tốt. Chỗ này bây giờ nhiều cỏ ghê. Ôi cái gì đang sáng? Không có gì. Ôi, không đi được cái nào, đi được kia. Mày cứ đứng ở trên á. Ok. Đây là con nào đi nhá. Ui. Mấy con ở đây chạy đục ngầu nên nhìn thấy chưa? Rất ghê, có rắn mà rắn vào nó. Ê con đi về nhá. Ờ, mày về. Mày về đi. Lấy đâu ra rắn mà khổ. Ui, làm sao thế nhở? Ôi dồi ôi, đúng là một hành tinh xa bên. Làm gì có rắn, có đi, nếu không đi thích đi thì về thôi chứ. Đi về đi, cứ, mà mày có phải cứ đứng. Tưởng tượng à. Ờ, về đi. Cứ đứng đây, xin đây, đứng đây có bị gì đâu. Đứng đây có bị gì, đứng đây có gì không? Đứng nước đục quá khó nhìn này. Tôi đứng trên ý nhá. Thôi, đang trên ý trông vui. Vui gì? Đi cẩn thận nha. Đi cẩn thận nha. Đây là hào đấy, ngã xuống là không vớt được đâu đấy. Xem bên này đi phòng chú. Khó nhìn thôi. Cua đi ok. Chị nhỏ, như cần thở thôi. Đi một tí ở đây xong vòng xuống đồng. Khó nhìn thôi, thôi đi xuống đồng đi. Đồng ở đằng nào đấy? Đồng ở đằng dưới kia. Đồng chỗ đằng trước đi đấy gì? Đây. Nó bay đằng này rồi. Thấy một con cá bằng nửa cổ tay với hai con lươn, nhưng mà nóng quá nó chết bố rồi. Chết, ông ấy, nó giả vợ. Chết cứng đờ luôn. Đây con cua này mèo bắt không? Nào đây con bắt đâu? Đây đây Miu. Đấy. Đâu? Đấy. Hai con liền nhé. Vồ luôn chứ đừng có sợ đấy. Ê, à, nó gặp đâu quá. Nào rốt, tao bảo đây, vồ đây, luôn. Trên này này. Đây tao còn thấy ba con này. Đây là ở chỗ này này. Trên này cái gì bỏ nó đi, có bắt dưới này được không? Đâu? Vô cả con, cầm cả bàn tay vào. Đấy. Đâu? Đây này. Đây à? Không nhìn thấy à? Ừ, buồn quá. Con gì à, con gì à, con gì à. Vô ra, nếu không thì bắt con trong bờ đây. Đâu? Đây, đây này. Đâu? Đây này, thẳng cái điện thoại tao xuống đây nhưng không nhìn thấy à? Đây này. À đây đây, điện thoại. Vô cả vào nó không không xòe được càng. Rồi. Mày bắt con. Thì bắt làm gì? Đây 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 đây. Có cái tua ba. Đâu rồi ba đứa đây. Đây. Bắt nó vào. Mày vồ cả tay vào thì nó mới. Rồi. Rồi, kém tám kia còn con nữa kìa. Đâu? Đây này. Không bắn để đấy để bắt. Đấy. Đây này tao bảo nhá, vồ cả tay như này xong rồi chứ. Lao bắt để ra. Đưa bà bắt cho. Ôi mày nè. Ơ cái gì đó bà? Cua. Quá kém. Bắt được nhiều ấy. Ôi. Đi 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 đi. Đi xuống dưới kia đi.
Đây quay cua này bà bắt được bao nhiêu? Ừ. Đây có con cua nữa này. Lưu bắt kiểu ít. Nào bà cầm cho con nữa con bắt nào. Đâu? Ở đây đây một con cua này. Đây này. Con cua chết. Đây này. Đây gì? Đúng không? Đúng. Bắt là phải như thế này xong rồi bỏ chứ mày vớt bùn vào đây làm gì? Tao đang cầm đúng không đi. À cầm nó cần súng không? Đi soi cá là chủ yếu chứ cua thì đơn đấy giản. Con gì ngọc mạnh? Nước bên này hơi bị đục. Con gì à? Ấy kìa. Đây có cua nữa này. Đâu? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ui con lươn này. Ừ con bé bắt. Cháu bắt được không? Bắt cua đi. Bắt được không? Không. Đừng. Cháu cầm một cái đuôi phát cháu bắt lên luôn. Gì điên à, bắt con ý làm cái gì? Bắt con cua thì bắt, không bắt thì đấy, thôi. Đấy mà không bắt được rồi đấy, bà bắt cho con mất. Ui trời, bắt như mời thế đi. Đây. À không phải, cái dế. Đây, con miên. Thôi, con ý tha. Đây mày có bắt con đỉa này thì bắt này. Đâu? Đấy. Đấu vào tay mày chết. Đâu con mươn luôn. Mươn nó đi rồi. Mươn nó buồn hết đi. Thôi đi. Soi đi nhá. Mày chỉa súng đi đằng khác. Okay. Mày cứ đẩy vào là vào chân đấy. Không, con cầm cái đầu nhọn. Trời ơi, vào chân là chết tôi. Chỗ này mùa này ít nước quá không ăn thu. Bên này nè, bồng chú. À, bên này toàn là đất. Đợt này nó nắng quá nó chết hết rồi. Ồ, con rắn này. Để mày soi đi để tao cầm địa. Cái này cẩn thận gì hàng đâu. Nhà hàng cầm cái này con khổ cầm. Quá, nói nhiều nó chạy mẹ rồi. Được súng này thì này không, tao bắt cái nào được. Soi ăn xem nó chạy đâu rồi. Mẹ, xong nó bị bố rồi. Con rắn à? Chả rắn thì công tác chuẩn bị lâu la. Lâu la quá, đưa cái đèn của mèo đây. Được. Cái đèn này là tối quá rồi. Đây. Thôi, cái đèn này là sáng vâng. Rồi. Con rắn nước à? Ừ. Kìa, nó bày ra tí cho kìa. Tối. Đây các bạn. Đấy. Cái điện thoại ra đang nhìn khóa hơn. Thôi đổi điện thoại đi. Ừ. Đã thấy máy quay trên này chưa? Đưa cho gì hàng quay. À, rồi con quay cho. Cầm lại. Không lại ném xuống ruộng. Mời quay. Thôi thôi, hàng quay đi. Ném bố xuống ruộng đi. Cái mày điện quay. Thoại mày tưởng ít tiền đấy nhỉ. Đứng lùi lùi này, tao nghĩ là nó ở kia. Đấy, đúng. Mày soi cho tao. Như quay chính sao à? Chưa thôi. Chưa thôi. Mẹ tao phải lội ra. Chúng. Soi đây. Soi đây. Chết đi. Đưa đây nào. Khổ quá. Sao cái đèn này sáng thế nhỉ? Đấy, bắn trúng một con nhá. Có cái để quay. Chứng tỏ là đã thành công. Ôi giời ơi, mẹ nó lẩn vào đây nhanh thế. Đây này. Thôi đấy. Đây này. Thằng Miu đứng đấy. Nhìn thấy chưa? Trúng một con rắn mồng. Đồ phải lấy cái kiếm cái gậy để đập cái đầu nó cái nhỉ. Cái gậy đâu rồi? Thằng bứt rồi. Ôi sao lại bứt hết. Đi 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 lấy gậy đi. Lấy gậy đi. Con này phải đập đầu nó đã. Đi vài bước thôi, cầm liền đi. Ngay đấy thôi. Thấy cái súng này bắn hiệu quả không? Bạn đi đúng không? Đấy con không thấy gì. Thôi cái múc còn lên thẳng vào đây luôn. Cái nào đập được là được ạ. Nó đâu rồi? Nó đấy, nó chạy nào được. Đây, tao ra tao xem tí. Từ từ tao đập đầu nó. Nào đưa đây. Đưa cho chú. Đưa cho chú. Thôi quay này đập thế nào được. Này chịu. Đó, thế thôi. Để con quay lại tìm nó. Ờ thế đi, đưa. Cứ để súng đấy. Có một tí. Mèo vứt ở chỗ nào?
Ôi chị nhớ kém thế. Ai bảo mày bắt đi ăn cơm cơm đi cho ai tao giải quyết bỏ. Vứt cơm đi mình chút đi. Mà ra đi tận. Nào nhớ thế nào đưa nào. Ai nhớ là con tối à. Đơn. Đấy, vứt tận. Ok. Quay lại. Ở đây này. Vụt chết bỏ à. Nồi con mẹ này đi. Vụt chết mới mang về làm gì thì làm. Làm gì con rắn đi. Này. Ừ. Con rắn ý về. Mang về làm chiến lợi phẩm thôi, còn làm gì hay không làm gì kệ. Mổ ra, chị ăn. Cho Miu ăn. Đâu rồi? Đấy, chạy mất rồi. Đây, chạy đâu, đằng nào. Chạy đằng nào, chạy đằng nào. Chạy đâu? Chắn nước à? Chắn nước. Rồi, ok. Ok. Cầm gậy đi nha. Cầm gậy đi. Cầm lấy gậy đừng vứt bỏ. Cầm gậy thì chưa kéo nào. Cầm gậy cắn cho. Chết đứa đưa rồi đấy. Nào, lấy cái gậy khều ra. Xong rồi. Đấy, đây. Vua nó cặp đủ chết. Xiên qua đầu này. Tôi chảy máu rồi. Này. Đã mang con ngà. Xiên hết cỡ rồi. Cầm đây. Cầm. Đây cầm. Đấy, Miu cầm súng. Ok. Cầm như thế này. Cầm như thế này, chỉ ở ra ngoài ruộng kìa. Thấy con gì là phải đưa ngay. Thì nó mới lại kịp thời. Rắn nó đi cho phê. Kịp thời mới bắn được. Nó chạy mất ngay, bọn này nó khôn lắm. Cái que phải khu vua xuống ruộng xem có con nào. Ui giời. Ây, ây. Con này không thua. Ây, thì cóc. Tết chân đi ra ngoài kiện này. Mỗi người soi đi một chỗ đi. Mỗi người soi bên nào. Thấy con gì không? Ấy bà đi soi đồ ý có con gì đi bảo. Đây cũng có một con nhưng mà nó chết hay sao? Mày khều thử em nào. Chết đứa đừa đúng không? Ừ đây, đây có phải con này đâu, đây con đỉa. Đỉa cũng chết à? Con đỉa để làm gì? Bắn à? Bắn hẳn nó rắn mới phê nhỉ? Đây có cả. Cào cào. Châu chấu bấu cào cào. Đi tiếp đi. Lên. Giang năng làm gì à? Ôi sao nhiều sao thế? Trời hôm nay nhiều sao nhỉ? Chỉ muốn nằm đây để ngắm sao. Nằm xuống mà ngắm. Bảy. Trời, chỗ này nhiều lươn này. Soi ở bên khe này thì đấy. Ba đâu rồi? Cạn nước quá. Ôi quên mất không soi cua. Nó này vùng này. Mày cứ soi từ từ soi. Ôi thật rồi, con nhãn chết. Ở đây được một tên cua. Bà bắt nào. Đây có con cua bé bằng cái mắt gọi là muỗi. Đúng. Hai tên cua. Nhưng mà cua không to lắm đâu. À cua không to lắm à. Ừ. Hai tên. Con gì đây? Con đỉa. Lâu lâu đây để cháu ra tiếp thử. Thôi test cái gì con đỉa ấy. Cái đâu đi. Miu ơi. Không xét thử đỉa nó giấu vào người. Đùa thôi. Chúng này gây. Chúng này với bắn rắn bây giờ cầm vào cái đầu của nó mà ghê quá. Ai bắt mày cầm đầu? Không, cầm vùng này ghê quá. Vùng đấy làm gì có gì dê. Ôi. Tao bảo mày chỉ ra ruộng mà. Đấy, có chỉ ra ruộng. Bây giờ ít nước quá. Chỉ hẳn ra ngoài ruộng kìa. Ở bên này nhiều nước này. Bên nào? Bên đầu này là nhiều nước. Ừ, ở đây còn nhiều hơn cơ.
Mày soi bên trên đi, tao soi bên dưới. Đèn của cháu không đủ độ sáng. Nào đây, con soi này đâu? Không, không bắn được đâu con ạ. Nó không đi xa đâu. Cứ để im lại. Trường à. Rồi. Đó con rắn. Mày quay rồi, quay lại đây. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đấy. Trúng. Trúng. Trượt mẹ rồi. Nó lượn đâu à? Để im im xem nó lượn đâu đã. Con này bé hơn. Bé hơn à? Đục quá nhỉ. Tưởng là bằng con đường hay đâu. Từ từ đục quá xem. Để xem nó lượn lại thế nào. Nếu cầm chắc nhá, không có nó rơi điện thoại nhá. Quá chắc luôn. Ờ, cầm chắc chắc tí. Có lại rơi cái điện thoại này hỏng nước, hỏng mất. Cái điện thoại này sáng hơn cả điện. Thôi, hết rồi. Từ từ soi xem nó ở đâu. Mày cứ giữ im đi cho nó hết đục rồi. Bắt sống con rắn. Bắt cái gì nữa đi bà. Bắt đó, coi cho nó khó. Nó vẫn nhớ. Con này tha. Thôi tha. Đi tiếp. Mà nó đang ở gần mày bắn vội. Mày trả ra để con nó bắn. Thiệt nó lẫn đâu đi. Lúc ý mà ở gần đây thì thằng Sáng bắn là được. Ở xa là đây cua này. Đâu? Đấy. Có một con gì bên cạnh đây này. Ừ, mày có bắt con cua thì bắt. Không bắt thì thôi, con này chết cứng rồi, chết rồi. Nắng quá. Ừ đây. Có cái con cua. Không rồi. Phải vội, mày nắm chặt nó vào thì nó cặp kiểu gì. Không cặp đâu, mà không bắt được để đấy vào bắt cho. Bà ờ thì bà đi cùng cùng con. Là 7 con cua rồi. 7 con cua, 1 con rắn à? Ấy bà soi xem chỗ này con gì đây? À không có. Mẹ rửa chân được một phát thì thụt một phát. Thấy chưa? Đây có con cua này. Ừ, tôi xem á. Đây nha. Mưu để đấy là bắt cho, có mời bắt mà không bắt mày này. Bộ quần cháu bà, em bẩn chỗ nào. Úi giời, mời đi. Có bắt không ạ? Đâu? Thẳng chỗ soi này xuống đây. Bây giờ phải làm mưu chân. Đâu rồi? Đây nha, con dùng đèn của mẹ nha. Đây gì? Đây. Ý, to phết. Đám con. À, nó ly khí gì nha. Tám con tí nữa chả nhớ mấy con. Cắn lên rồi. Đây nữa là tám con. Con mang từ ở nhà đi đó. Mang làm vốn. Đây con này. Hai con. Đâu. Đây một con nhá. Đấy, bắt luôn. Đây một con nữa. Ôi, thằng Miu cứ bắt tất đầy bùn lui ra. Đây một con nữa. Miu không bắt nữa. Mày con bắt luôn con lần mày thôi. Tóm đầy bùn. Mày tóm mày, mày nạm cả mê bùn vào trong nào vùi tư cho ra. Bùn quánh tí về giường. Ui rồi đầy bùn rồi. Mày quánh cho đầy bùn vào đây này. Để đấy. Mày mà. Những con 10 con rồi. Chết rồi, bây giờ làm cái con bay bay vào mặt. Nó đi theo đèn. Nói là nó như nãy mà đằng ý mà nhiều cua thì nó sẽ thả vào đâu được. Mày nó đất có. Mỗi người đi một vờ thì ta lại khách khô rồi thì có. Không nhưng mà ôi cái đường này hình như vẫy đi rồi. Đi rồi để đi về. Mọi người soi bên phải đi. Như tỏ mưu bánh cho một nắm bùn rồi. Đi tổ ô tô lặng phố. Gặp cá hay gặp rắn bắn mới sướng. Chứ cua ở đây này. Đâu chạy. Lươn con chết nhiều lắm. Đây này. Lươn con chết queo này. Đấy. Cũng chẳng phải bé lắm nhưng mà nước nó nóng quá, nắng 36 37 độ thì
này con nào sống được. Đây này, có con ếch nhái. Ấy xời. Đây có hai con cua nhưng bé quá. Đấy lắm lắm. Nếu mà cái mùa nước nó nhiều hơn mà. Đi bắn nó mới sướng. Này cho thằng Miu bắn thử con này. Thôi chết nó tụng. Bắn không? Từ từ tao cầm máy đã. Từ từ. Đấy tao xoay đèn cho. Dựng lại gần. Thực là sợ quá. Bắn. Cần có cái gì không? Không. Trời sạc chết. Mày điên à. Bắn nhanh nó dính luôn. Con cháu chuột. Con ếch con. Đấy cho mày luyện tập rốt. Thôi chú đỡ em á. Anh không gửi kinh. Bây giờ có một người bắt buộc. Bắt. Chỗ này là hơi bị chằm đấy nhá. Chằm, chằm lắm, chằm lắm. Thôi đi xuống bờ dưới xong lên chỗ nhà bác Khôi kia về. Đây đây bờ này này. Bờ này cũng chằm. Có đi qua được không? Không đi qua được đâu. Không đi qua được. Đi bờ dưới này đi. Chằm không? Không. Không phải cắn cuộn. Đây đây, cho mày bắn bắn con này này. Đâu? Đấy, coi như tao bắt buộc đi. Đấy. Lại đưa con này. Thôi. Kêu. Chết rồi con. Đã đi bắn lại còn có một người bắt buộc. Trời. Sao em thấy con cá hoặc con rắn nào? Ở đây nằm rắn nước. Rắn nước thì thiếu gì. Ôi, ngoài kia, không phải. Đây phải. Ơ, à, cái vùng này với đi rồi. Đi rồi, đi lại để đi về. Soi bên này đi chị Công ơi. Bên này thấy bà nhiều. Kệ. Ở đó cho bà. Đoạn này cũng chằm mới điên chứ. Chằm vãi trưởng luôn đấy. Ui. Coi như lội ruộng. Coi đi, coi chỗ đây đi, chả có biết chằm chỗ nào. Ôi, Miu cẩn thận đi, bước ngắn thôi con. Bước ngắn thôi. Mày chỉa cái súng ra đằng ruộng. Để tao xem. Đấy đi 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 đường ý để về. Ủa ôi chậm lắm. Đi. Ở đây chúng nó. Ui cái hàng nhưng ủng đi. Ủng ý thì ăn thua gì. Ui chậm lắm. Chậm lắm cũng đi được đâu. Tao bị sụp. Đi đó. Thẳng. Đấy, đi thẳng sụp cái gì? Đó, thôi. Đi từ từ thôi. Cứ đứng đấy để tao coi cho. Cố lên. Cố lên. Bị mắc ủng ở dưới rồi. Cố nhấc lên. Thay mồi lên xong ra đây rửa. Bỏ ủng đi.